mừng mọi người đến với LNB Chino. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một cái ạc vô địch vô song hào kiệt cụm số 4, đó chính là ạc của anh Vô Huyết Server S152. Thật sự là đánh cái vô song hào kiệt này nó phải nói là nó là một trong những cái mà rất là căng não, tại vì chiến thuật của các team mới có dòng loại thôi, anh em cũng thấy là cái độ khắc nghiệt của nó đúng không? À, nên là cái việc mà cái vô càng vô sâu nữa thì chắc chắn sẽ là một trong những cái chiến thuật cần phải đánh đổi rất là liều luôn đó. Phải nói là như vậy. Tại vì nếu như mà chúng ta mà đổi phái sai một cái là đối phương sẽ khắc chế chúng ta rất là dữ dội, và khi mà chúng ta mà có thể là khắc chế đội phái đúng vào cái khắc chế vào đối phương thì nó sẽ có được một cái sự bước tiến rất là lớn khi mà đối đầu với đối phương, đúng không? Rồi bây giờ là quay lại nhân vật Vô Huyết Server S152. Hiện tại thì anh ấy đang sử dụng môn phái Thiên Nhẫn Kích. Đây là một môn phái mà theo như cô nhận định, khi mà chúng ta đánh solo và chúng ta BK nhỏ lẻ, đây là một môn phái rất là đáng để trải nghiệm. Khi mà anh em có được cái mật tịch cao, chúng ta có được cái mật tịch cao, chúng ta sẽ có thể kích hoạt lên cái mật tịch. Kích hoạt lên cái mật tịch cao thì anh em sẽ có được một cái chí mạng rất là lớn. Khi mà có chí mạng lớn, mà nếu ạc của anh em mà build theo dạng mà sát thương chí mạng nhiều, tại vì khi mà chúng ta kích hoạt cái mật tịch cao thì nó sẽ có thể là nó giúp cho chúng ta tăng lên được một cái lượng chí mạng rất là nhiều. Lúc này là thường là anh em sẽ đa số người là sẽ không có build nhiều về cái việc mà kháng chí mạng, tại vì cái kháng chí mạng muốn build nó thực sự rất là khó, đúng không? Chưa kể có những môn phái như là con Thiên Nhẫn Kích, khi mà búp lên được cái mật tịch cao nó sẽ có được một cái lượng chi mạng rất là lớn đó. Nên là thường chúng ta sẽ có thể là bị sốc đam cực kỳ kinh dị, hay nói cách khác là chúng ta sẽ bị lên chi mạng. Anh em thấy là chúng ta lên chi mạng rất là ác luôn, và ăn thua nhau cái lần lướt nó có mạnh hay không là do cái sát thương chi mạng của anh em. Nếu như sát thương chí mạng của anh em đủ lớn để có thể gây ra một lần đam khổng lồ vào đối phương thì coi như cái lần lướt đó là thành công. Còn nếu như mà sát thương chí mạng anh em không đủ lớn mà anh em lướt vào đối phương vẫn sống, là cái ạc của đối phương là build miễn sát thương chí mạng rất là tốt. Anh em để ý, nếu như chúng ta đánh với một cái người top hoặc là một người chơi nào đó mà anh em đánh vào người ta mà cái đam màu vàng của chúng ta lên nhiều á, là chứng tỏ là cái lượng chí mạng của chúng ta với cái người đó là cao. Nhưng mà nó chưa có phải là cái việc mà nó sẽ làm cho cái ạc của chúng ta mạnh hơn đối phương. Chúng ta phải xem cái miễn sát thương chí mạng của đối phương nó như thế nào nữa. Tại bây giờ là cái meta ai cũng build miễn sát thương chí mạng thay vì kháng chí mạng, đúng không? Tại vì miễn sát thương chí mạng nó dễ build hơn rất là nhiều, cực kỳ dễ build luôn. Kháng chí mạng chỉ có những anh em top thôi, anh em có tiền, thật nhiều tiền anh em mới build thôi. Nếu như mà anh em mà build kháng chí mạng không mà không build miễn sát thương chí mạng, giờ giả dụ có một cái con Thiên Nhẫn Kích như thế này, nó búp lên được cái mật tịch cao, để mình thử ví dụ cái mật tịch cao của cái ạc này lên được 9999 chí mạng, mà anh em cứ nghĩ đây, kháng chí mạng của ông nào có thể build lên được 9999 kháng chí mạng không? Cái này mới chỉ là cái chiêu của nó thôi, không, mới chỉ là cái chiêu này, chưa tính cái chỉ số thật của cái môn phái Thiên Nhẫn Kích này. Đó, nên là cái khả năng chỉ số chí mạng của cái ạc này khi mà kích hoạt lên cái mật tịch cao thì nó thật sự là rất là lớn. Vì vậy là để build kháng chí mạng mà để kháng lại cái chiêu búp như thế này, để kháng lại cái số lượng chí mạng khổng lồ như thế này thì thật sự là hầu như là không có ai, cho dù top 1 cũng vậy luôn, đại gia cỡ nào cũng không có thể nào mà build quá 12k cái chi mạng, kháng chi mạng, đúng không? Khó lắm, thực sự rất là khó.
Mà khi mà anh em mà build cái kháng chiến mạng mà nó không có đúng với cái ngưỡng mà chúng ta kháng lại đối phương á, mà anh em không build luôn cái thằng miễn sát thương chí mạng, thì khi mà đối phương mình lên được cái chí mạng thì chắc chắn chúng ta sẽ bốc hơi. Chúng ta không build kháng chí miễn sát thương chí mạng thì chắc chắn chúng ta bốc hơi rồi, đúng không? Nên là cái việc mà chúng ta build đồ thì anh em phải nhìn nhận xem, phải tự suy nghĩ xem, đó chính là cái server của anh em trong lúc đó có những môn phái nó có khả năng tăng cái thằng chi mạng cao hay không. Những môn phái có khả năng tăng chi mạng cao theo như cô nhớ là con Thúy Yên đơn đao, rồi con Thiên Nhẫn Kích khi mà kích hoạt lên cái mật tịch cao này, thấy không? Rồi hai môn phái đó có thể là đẩy thủng luôn cái kháng chi mạng của anh em. Vì vậy là rất là nguy hiểm nếu như có hai môn phái đó ở trong server của anh em. Nếu như mà có hai cái môn phái đó có ở trong server anh em mà nhiều nữa, mà gặp mấy ông top nữa, thì tốt nhất là anh em nên build miễn sát thương chí mạng nhiều vô đi, chứ build kháng chí mạng nó sẽ không ăn thua. Không có ai mà có thể build được cái thằng kháng chí mạng được 10k trong cái thời điểm hiện tại mà cô làm video này. Không, 10k thì chắc có thể là những server cũ, khả năng là anh em là chơi chăm chút ạt kinh khủng và nạp tiền kinh khủng luôn, thì khả năng chắc có 10k. Có thì cái đó mình chưa biết thôi, khả năng là mình chưa biết thôi, đúng không? Còn cái việc mà hơn nữa, tại vì nói cái chiêu mật tịch cao hay là 999 là 10k rồi, chưa tính là cái ạt này có chỉ số trước đó nữa, nó sẽ khủng khiếp hơn nữa, đúng không? Ở cái mật tịch cao của cái thằng Thiên Nhẫn Kích này nó bị cái gì á anh em ơi? Mình kích hoạt lên, mình búp lên mà nó không bao giờ nó cắt vô từ ta. Hồi trước mình búp vô đô, mình búp vô cái đám đông thì nó có nha, nhưng mà giờ búp vô đám đông là nó bị si ba chao luôn rồi. Cái hạt này có vô quyết là bị điên luôn rồi. Vô quyết ơi, đổi phái thôi, phái nồi thiệt. Trời ơi, kích hoạt bây giờ kích hoạt mới dính nè. Trời ơi, tưởng bây giờ đứng kế bên kích hoạt không dính là mệt luôn á. Có rất là nhiều những anh em người ta nói là phải đứng sát vào mục tiêu cát nó mới dính. Trời ơi má ơi, cái chiêu loạn của người ta mà đứng kêu đứng sát vô mục tiêu nữa. Ông nội ơi, cái chiêu khống chế từ xa mà phải đứng áp sát ngay cực khổ quá vậy ba. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long thu kim long thu khí linh tất cả server, úp kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài giá min, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Mấy ông đừng có theo dạng mà mày phải đứng kế bên mục tiêu. Trời, cái môn phái này là cái môn phái có cái chiêu số 2, nó là cắt từ xa để nó có thể nó áp sát vào đối phương. Ông cố ơi, đừng có nói mà mày phải đứng kế mục tiêu. Cái chiêu của người ta là phải đứng xa cắt, người ta bị lọn rồi sau đó là mình hút vô để mình áp sát, nhanh chóng áp sát đối phương. Chứ nghĩ sao đối phương, ví dụ như đối phương mà ngồi trên cái con ngựa này, đối phương cũng chạy như mình cũng chạy như đối phương, làm sao mà cát, đúng không? Nếu như mà bắt buộc phải đứng gần đây thực sự là toang luôn á. Cái này phải coi lại nha, coi lại nha. Hồi lần trước cô thấy là cô đứng ở bên ngoài nè, cô cát vô nguyên đám calon thì nó vẫn lên, mà bây giờ không lên luôn. Vãi cái nồi thực sự luôn á anh em. Anh em có cảm thấy như vậy không? Chứ tôi là tôi thấy là vãi cái nồi đó. Trời ơi, bây giờ cát là nó phải đứng gần luôn á anh em ơi. Vậy là fit rồi, bị fit rồi. Cát là phải đứng gần luôn rồi. Đứng từ xa coi. Trời ơi, nó phải chạy lại đến một cái vị trí nào đó nó mới được anh em ơi. À, bây giờ là đứng gần mới cát được đó mọi người. Đứng gần mới cát được. Rồi trước là mình đứng xa cát là không được. Đứng ở trong cái phạm vi của nó cho cát thì mình mới cát thôi. Đó. Thôi, ok, như vậy cũng được anh em. Như vậy cũng được. À, cái tỷ lệ nó cát dính nó sẽ ổn hơn, đúng không? Nó có thể là nó sẽ có tỷ lệ dính nhiều hơn. Ok, đừng có áp sát đến một cái vị trí nào đó cát vô. Ồ, hụt luôn. Hụt luôn rồi. Để thử lại coi. Phải nồi thiệt. Rồi, không chơi ghê vậy mấy ông nội. Cho cá thục luôn à. Vài cái trưởng thì đứng kế bên đây luôn. Rồi.
cho người ta đánh thử coi. Phải rồi. À, cách chính đây nè. Cách chính là mấy mừng ghê luôn á anh em, mừng ghê gớm luôn. Bye cách trường. Hơi mệt nha. Kiểu này là hơi mệt á. Cách là phải cách từ xa chứ. Mấy ông thấy mấy cái game mà PC không? Nó đứng cách từ xa, đối phương bị loạn mới chạy vô chứ đứng ngay gần cách này cũng nhức đầu á, phải chữ này. Ê, nguy hiểm. Cái ạc này là hồi cái chủ ạc rất là thích chơi con cái bàn bổng bên em. Rất là thích chơi cái bàn bổng. Nhưng mà ở trong cái trận chung kết á, anh em có thể xem lại cái trận chung kết mà cua có làm á. Rất là hay luôn khi mà đối phương bắt vô cái nhân vật Thúy Yên kiếm của cái team này. Cái team này thì bắt vô nhân vật Ngũ Độc Đao bên team kia. Trận đầu tiên thì bên kia thì họ khai thác rất là tốt, nhận biết được cái mục tiêu có thể đáng để đánh đổi, đánh vô anh Thiên kiếm một cái một luôn, sau đó là win. Trận 2 thì cái team này thì họ rút kinh nghiệm lại, đúng không? Thì họ đánh ổn hơn, rồi sau đó là họ sẽ tập trung vào cái vị trí của cái nhân vật Ngũ Độc Đao đó. Rồi sau đó là họ đánh vào sống chết luôn với anh Ngũ Độc Đao mà chết là coi như là cái team này nó sẽ có cơ hội giành chiến thắng rất là lớn. Và họ làm một cái chiến thuật rất là tốt. Ban đầu thì có thời BK chật vuột, BK không có tập trung. Nhưng mà mấy trận sau thì cảm thấy là BK bắt đầu là có sự mà phối hợp nhịp nhàng, và là chiến thắng dành cho cái team Thập Tự Chinh là xứng đáng. Cái trận đấu rất là hay luôn anh em. Con Thiên Nhẫn Kích này thì nếu như mà anh em mà chơi luôn con Thiên Nhẫn Kích á, thì anh em build luôn cái thằng sát thương chí mạng. Build luôn sát thương chí mạng. Nếu như mà anh em có cái mật tịch cao nha, có mật tịch cao build luôn sát thương chí mạng, để cho chúng ta có thể kích hoạt cái mật tịch cao lên. Khi mà kích hoạt được cái mật tịch cao á, thì chúng ta sẽ có được một cái lượng sát thương chí mạng, một cái lượng chí mạng lớn. Thì khi mà chúng ta có lượng chí mạng lớn, nếu như mà anh em may mắn kích hoạt hoài cái thằng mật tịch cao này, chúng ta gây ra một cái lượng đam rất là lớn, rất là lớn luôn á nha anh em. Chí mạng 999 là khả năng chúng ta tung vào người khác là đam vàng hoài luôn. Ở nên là cần một cái lượng sát thương chí mạng rất là lớn vào đối phương mới có thể kết thúc đối phương. Tại vì cái chiêu này Phi Hồng Vô Tích này đam tuy đã bị giảm nhưng mà 873% vẫn là một cái con số đam rất là lớn, phải không? Vẫn là một con số đam rất là ok. Nên là nếu như mà chơi con Thiên Nhẫn Kích thì anh em cứ búp cái chiêu này, cố gắng búp cái chiêu này lên được cái mật tịch cao một cái là cái lần hút đó là coi như là thành công đối với anh em. Rồi ok, cảm ơn anh Vũ Huyết đã cho cô trải nghiệm cái ạc một phải Thiên Nhẫn Kích. Một cái nhân vật mà ta nói là rất là hay khi mà team của anh ấy đã vô địch ở trong vô sâm hồ kiệt 2024 lần này. Chúc mừng team Thập Tự Chinh. Và hello anh em Ban Thiên Hạ nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạc, biêu ạc, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp hoàn trả. Lưu ý là những anh em nạp hoàn trả sẽ được mua kim long giá ưu đãi so với server. Nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sengoku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.